Cô xin chào các bạn. Hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn đó là bài 20 trồng cây rau hoa. Về mục tiêu của bài học hôm nay như sau. Thứ nhất là học sinh biết chọn cây con rau hoặc hoa đem trồng. Mục tiêu thứ hai đó là trồng được cây rau hoa trên luống hoặc trong bầu đất. Ham thích trồng cây, quý trọng thành quả lao động và làm việc chăm chỉ đúng kỹ thuật. Về đầu tiên để trồng để thực hiện bài trồng cây rau và hoa thì đầu tiên mình phải thứ nhất là mình phải có vật liệu và dụng cụ. Vậy bạn nào hãy cho cô biết là để trồng cây rau và hoa chúng ta cần những vật liệu và dụng cụ gì? Thưa cô, đó là để trồng cây rau và hoa chúng ta cần những vật liệu và dụng cụ, đó là cây giống rau hoặc cây giống hoa, cào, dầm xới, bình tưới nước. Về quy trình thực hiện. Về bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào quy trình thực hiện nha các con. Về phần chuẩn bị. Chuẩn bị đầu tiên chúng ta đó là chúng ta phải chọn cây đem trồng. Về chuẩn bị thứ hai đó là đất trồng. Và thứ ba đó là chậu trồng cây. Và bây giờ chúng ta bước vào nội dung thứ nhất. Đó là chọn cây đem trồng. Vậy bạn nào hãy cho cô biết nè. Khi chọn cây đem trồng, ta cần chọn những cây có tiêu chuẩn như thế nào? Muốn cây mà phát triển tốt, to khỏe thì mình sẽ chọn cây khi mà đem trồng như thế nào? À đúng rồi. Tiêu chuẩn thứ nhất đó là chọn cây khỏe, thân không bị cong queo, gầy yếu. Tiêu chuẩn thứ hai đó là chọn cây không bị sâu bệnh, đứt rễ, gãy ngọn. Vậy tại sao chúng ta phải chọn cây theo hai tiêu chuẩn trên nè? À, đúng rồi. Cây con đem trồng phải mọc, khỏe, không bị sâu, bệnh thì sau khi trồng mới nhanh bén rễ và phát triển tốt. Nếu trồng bằng cây con đứt rễ thì cây sẽ bị chết và không hút được nước và thức ăn. Các con nhớ nhé. Về phần chuẩn bị thứ hai đó là đất trồng. Vậy các bạn nào hãy cho cô biết là nêu cách chuẩn bị đất trước khi trồng cây. Mình phải chuẩn bị đất trước khi trồng cây như thế nào? À đúng rồi, mình phải làm nhỏ đất, nhặt sạch cỏ, gạch vụn, sỏi. Đối với trồng cây trên luống, đất cần phải san phẳng mặt luống. Đối với trồng cây trong chậu thì cần phải trộn ít phân vào đất trước khi cho vào chậu. Về phần chuẩn bị thứ ba đó là chọn trồng cây. Chậu trồng cây phải phù hợp với cây đem trồng. Chậu trồng cây có hình dáng, kích thước rất là đa dạng, có loại to, nhỏ, cao, thấp, hình tròn, hình chữ nhật, vân vân. Và chậu trồng cây phải được làm bằng sứ, xi măng, vân vân. Dưới đáy chậu thường có lỗ. Đây là hình ảnh của một số chậu trồng cây. Vậy ngoài chậu được làm bằng sứ và xi măng, người ta còn trồng cây vào chậu bằng vật liệu nào nè? Người nào biết nè? À đúng rồi, ngoài chậu được làm bằng sứ và xi măng, người ta còn trồng cây vào chậu làm bằng vật liệu như là sành, bằng nhựa, đất nung, hoặc là người ta sẽ sử dụng những lon sữa đã bỏ đi, người ta sẽ trồng vào đấy, hoặc là trồng vào những thùng xốp đó các con. Đây là một số hình ảnh chậu trồng cây. Đây là chậu bằng sứ nè các con. Đây là chậu bằng nhựa. Và đây là chậu đất nung. Và đây là người ta trồng cây trong các lon sữa nè, trong các thùng xốp nè các con. Vậy lỗ ở dưới đáy chậu có tác dụng gì? À, lỗ ở đáy chậu là mình dùng để thoát nước, giúp cho cây không bị úng nước. Các con nhớ nhé. Đây là lỗ dưới đáy chậu đây.
nó giúp cho thoát nước á, nước sẽ thoát ra ngoài và cây không sẽ bị không có uống nước. Về thứ hai đó là quy trình kỹ thuật trồng cây, mình sẽ có 4 bước. Bước thứ nhất, mình sẽ xác định vị trí trồng cây. Đây, khoảng cách hai cây không được gần với nhau nhé. Các con nhớ nha. Về bước thứ hai đó là mình sẽ đào hốc. Mình sẽ vị trí mình đã xác định rồi, sau đó mình sẽ dùng xới hoặc là dầm, mình sẽ đào cái hốc lên. Và bước thứ ba, mình sẽ trồng cây. Sau khi mình đào hốc xong rồi, mình sẽ bỏ cây vào đấy, mình sẽ dùng đất mình lấp vào và dùng tay ém chặt nó xuống. Và bước cuối cùng, mình sẽ dùng bước thứ tư, đó là mình sẽ tưới nước. Mình sẽ dùng vòi bông sen hoặc là vòi nước á, mình tưới nước, mình tưới. Tại sao phải ấn chặt đất và tưới nhẹ nước quanh gốc cây nhằm mục đích gì? À, phải ấn chặt đất và tưới nhẹ nước quanh gốc cây để cây đứng thẳng. Tưới nhẹ để cây không bị đổ, vì cây mới được trồng chưa bám rễ vào đất. Con nhớ nha, rất là quan trọng đấy. Đây là một số hình ảnh người ta trồng trên luống đây các con. Đây, đây là những luống rau nè, đây là những luống rau và đây là những luống hoa. Đây luống hoa nè, luống rau nè, một hàng thẳng tắp. Và chú ý, các con hãy chú ý cho cô, đó là khi đặt cây vào hốc, không để cho rễ cây bị cong ngược lên nhé. Và sau khi trồng nên che cho cây từ 3 đến 4 ngày. Con nhớ nha. Rồi ghi nhớ, trước khi trồng rau, hoa phải tiến hành chọn cây con và làm đất trồng. Trồng cây con trên luống được thực hiện theo trình tự sau. Thứ nhất đó là xác định vị trí trồng. Thứ hai đó là đào hốc. Thứ ba đó là đặt cây vào hốc, vun đất và ấn chặt. Thứ tư đó là tưới nước cho cây. Và các con nhớ là về nhà học viên thuộc lòng ghi nhớ cho cô. Và thứ hai đó là các con sẽ thực hành trồng cây rau hoặc cây hoa vào trong chậu và sau đó chụp hình gửi cho cô nhé. Rồi, tiết học đến đây là kết thúc. Cô xin chào các con.